Rồi, kênh YouTube Hiếu Đồng Thanh rất vui gặp lại quý anh chị em bà con cô bác đằng xa nhé. Hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu cho bà con hai cái thương hiệu rất là nổi tiếng đến từ Nhật, đó là Kubota hay là One 33 đây nhá, là One 33 đây nhá. Và coi là One 455. Đây coi là One 455 này, làm nó mới về chưa có đắp bánh vô máy vẫn đang nổ luôn. Một chút xíu chúng tôi sẽ mở ra cho bà con xem, rất xuất sắc, rất đẹp luôn, màu zin nó như thế này luôn, đúng không? Vẫn màu zin luôn. Hiện tại bây giờ chúng tôi quay cho bà con coi là One 33 nhé. Chúng tôi đang biểu diễn cho bà con xem đây. Đây nhé. Rồi. Bây giờ chúng tôi đang biểu diễn gầu súc. Khi mà về nó có sẵn cái gầu súc như thế này. Khi mà bà con mua chúng tôi thì nếu mà không có nhu cầu dùng gầu súc thì chúng tôi sẽ gỡ ra. Rất bình thường thôi. Chúng tôi sẽ tháo gầu súc ra. Đây là One 33 nhé. Đây hoạt động rất tốt luôn. Chúng tôi cố tình để như này biểu diễn cho bà con xem luôn. Xem nó cái gầu súc nó như thế nào luôn. Đấy bà con nói nhá, gầu súc luôn, chất lượng luôn. Khi nào chúng ta không nhu cầu sử dụng thì chúng ta tháo ra, và khi nào sử dụng chúng ta gắn vào thôi, rất bình thường. Có cái bộ điều khiển sẵn ở trên máy luôn. Rồi bây giờ chúng tôi cho con xem cái máy bên trong nhé. Con này bánh trước là 8-16, bánh sau là 12.42-18. Con này động cơ có 4 máy nhé, 16 số tiến, 16 số lùi. Con này có 4 số xới. Đây chúng tôi quay rồi đi bà con xem. Đây là cái này là để gắn cái gầu súc vào nhé. Đây cái gọng ở đây. Đây là bên trong này nhé. Con này là con là số cơ bên cơ luôn. Đây bốn bán lớn tinh luôn. 4982 mở. Chúng ta lấy mới cho có ốc luôn. Đánh mới luôn. Rất xuất sắc luôn bà con, rất đẹp luôn. Nha, quá đẹp luôn nhá bà con. Bà con xem kỹ nhá. Quá đẹp. Máy bóng tôi quay một lần nữa khoảng 50 giây cho bà con xem nhé. Đây nha, bánh sau này là 12.428 nhé. Chúng ta thấy là mâm móng bánh là xuất sắc đẹp luôn. Rất đẹp luôn. Đây là cái đồng hồ của nó nhé, rất đẹp luôn. Con này chúng tôi chỉnh lại là con này là một cái thương hiệu rất là xuất sắc đến từ Nhật nhé. Chúng ta thấy là mới về là gai gốc nó còn nguyên như này luôn, nguyên riêng như này luôn, nó không có dấu hiệu của sự mòn cũng như là sự rỉ sét. Chúng ta thấy mâm ốc quýt. Con này là One 33, một cái thương hiệu mà và một cái dòng này là One thì bà con chúng ta rất là ưa chuộng. Và dòng số 1 rồi là One, và là One 33 có 33 mã lực loại 2 cầu, coi là số cơ bên cơ luôn nhé. Động cơ có 4 máy luôn, có 16 số tiến, 16 số lùi, lợi lồng tóc. Con này có 4 số xới. Một xíu chúng tôi sẽ cho bà con xem cái Kubota 455. Con này xuất sắc luôn rồi, mà chúng ta đi đấy là có 1306 giờ luôn. Con là chứ không ngàn giờ, chúng ta thấy là mới tin như này luôn. Đây chúng ta thấy là cái trục nó vẫn đang xây rồi nhá. Cái trục nó vẫn đang xây rồi nhá. Rồi bây giờ chúng tôi quay lại cái con chính là One 33. Có múa lên múa vài vòng đi, chạy đi. Đây đang biểu diễn cái gầu súc cho bà con xem đây nhé. Đây coi là One 33. Con này là có 33 mã lực loại 2 cầu, số cơ bên cơ tay lái trợ lực luôn. Con này là có động cơ 4 máy, 16 số tiến, 16 số lùi, đồng tốc luôn. Đấy nha, tôi đang biểu diễn cái cầu súc cho bà con xem. Khi nào bà con có nhu cầu, đây nó đang cầu súc đang chống cái bánh ở đây đó. Đấy, rất là mạnh mẽ luôn. Đấy nha. Con này là có 16 số tiến, 16 số lùi. Đấy, khi nào chúng ta không có mua gầu súc thì chúng tôi sẽ gỡ gầu súc ra. Rất đơn giản thôi. Con này bánh trước tôi đi xuống lại là One 33 nhé. Con này là có 33 mã lực loại 2 cầu, số cơ bên cơ ta lái trợ lực, động cơ có 4 máy. Con này có 16 số tiến, 16 số lùi, đồng tốc luôn. Con này là
có 4 số sới luôn. Con này là bánh trước là có thông số kỹ thuật là 8-16, bánh sau là 12-4-21. Quá đẹp luôn. Con là nguyên zin 100% luôn. Chúng tôi thì chỉ mua tất cả, nhận tất cả mặt hàng từ Nhật trực tiếp về. Chúng tôi không có thu mua của bà con, cũng không qua bất cứ một cái trung gian nào, cho nên là con cứ về yên tâm về cái chất lượng của cái máy. Chúng tôi về cái giá cả cũng bà con cũng yên tâm, cũng như chất lượng cũng là yên tâm luôn, bởi vì giá cả là một cái giá gốc, một cái giá rất là chuẩn. Chúng tôi không có mua đi, cũng như là chúng tôi không có qua trung gian, chúng tôi nhập trực tiếp về chúng tôi sẽ bán thôi. Anh em nó kiểm tra, kỹ thuật kiểm tra rất là kỹ rồi, khi mà về đã kiểm tra máy móc toàn bộ, mà con mua về chỉ việc sử dụng mà thôi. Cứ biểu diễn cho bà con xem thoải mái đi. Rồi nha, rồi đây còn chút lên nha. Đây, chúng ta đây. Con này chúng tôi bán giá từ 210 đến 220 triệu nhé. Chúng tôi báo giá công khai luôn, nhưng mà không có chính xác được, chúng tôi chỉ ước chừng thôi. Nếu bán tại giá lúc lên lúc xuống rồi thợ đụng chạm, cho nên là chúng tôi mới báo một cái tầm thôi, từ 201 cho tới 202 là gì đó, chứ không có báo chính xác được, tại vì giá lúc lên lúc xuống bà con thông cảm nhé. Có gì bà con cứ việc nhắn tin trực tiếp vào kênh YouTube, cũng như là điện thoại trực tiếp, chúng tôi sẽ trả lời mọi cái thắc mắc của bà con. Tôi là Đoàn Thanh Hiếu đây nhé, người trực tiếp đứng quay cho bà con, cũng là người chủ kênh YouTube, chịu trách nhiệm quay cho bà con cũng như là hướng dẫn cho bà con cách sử dụng luôn. Rồi bây giờ chúng tôi chuyển qua coi là quanh 455 nhé. Con tạm thời chia tay con quanh là quanh 33 nhé. Đây, như chúng tôi nói là hôm nay chúng tôi coi mới về mới tin luôn đó quý bà con. Đây chúng ta lấy là coi là quanh 455 mới tin luôn. Nó như thế này luôn. Rất xuất sắc luôn, nó mới về luôn á. 45 mã lực loại 2 cầu. Ghế, từ cái ghế ngồi mà con thấy là cái ghế ngồi nó cũng đã mới rồi. Thấy cái đồng hồ chỉ có 1306 giờ mà thôi. Theo tôi giải cho bà con xe máy bên trong nhé. Đấy, chúng tôi vừa giải cho bà con xem động cơ có 5 máy. Đấy nha, bà con thấy rất đẹp luôn. Nó có một cái thanh này, khi mà chúng ta gắn cái máy che vào, chúng ta có thanh như thế này. Đấy nha, mới tinh luôn. Chúng ta không thấy một cái vỏ xét nào luôn. Tôi để nguyên riêng cái này để chúng tôi tạo ra một cái những cái gì mới nhất cho quý bà con. Ví dụ như chúng tôi gắn một bốn cái bánh vào, chúng tôi gắn bốn cái bánh vào rồi chạy tới chạy lui thì nó bà con xem thì cũng thường quá. Chúng tôi cố tình không gắn bánh vào, chúng tôi để máy thử test thử như thế này cho bà con xem luôn. Bà con thấy rất là ok luôn, chúng tôi để nguyên như này luôn, chưa rửa luôn, nó rất đẹp như này luôn. Không có xét luôn, tôi để như thế bà con xem là nó mới về nó như thế nào. Chúng ta thấy từ cái yên ghế, cũng như là từ cái động cơ cho tới là cái màu sơn. Đây cái màu sơn nhé, 455 là bóng rợn luôn, giống như là hàng trong đồn luôn. Này mới khoảng 90%. Đây nhé, 455. Đấy, đang đổ đây nhé. Rồi, cảm ơn bà con. Rồi, chúng tôi đang nhé. Đấy, bà con đấy nhé, hàng mới về nó uy tín này luôn. Từ cái màu sơn chúng ta thấy là rất bóng lượng còn bật luôn. Rồi cảm ơn bà con đã xem video hay là One 33, Kubota là One 33 cũng như là Kubota hay là One 455 nhé. Rồi trân trọng cảm ơn quý anh chị em bà con cô bác gần xa rất nhiều. Hiếu tôi là Hiếu Đồng Thanh. Hôm nay chúng tôi giới thiệu bà con hai con máy nhé. Kubota là One 33 và Kubota là One 455. Vâng, trân trọng cảm ơn quý bà con rất nhiều. Và hẹn gặp lại bà con vào một video gần nhất nhé. Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành với bà con. Mọi thắc mắc bà con cứ việc nhắn tin vào kênh YouTube như điện thoại, chúng tôi sẽ giải đáp mọi cái thắc mắc của quý bà con luôn. Giá cả bà con cứ việc điện thoại trực tiếp vào luôn, nhưng mà ở trên kênh YouTube chúng tôi rất là khó báo giá, tại vì giá lúc lên lúc xuống bà con cứ yên tâm, chúng tôi là không có thu mua nhé, không có qua trung gian luôn. Rồi cảm ơn bà con đó, hẹn gặp lại đây nhá. Rồi ok, cảm ơn bà con rất nhiều.